Lên liền giùm em. Ừ, anh Adam, anh ở bên Đức không anh Adam? Anh ở bên Đức không? Trời ơi, anh Đức mấy cộng rồi anh? Anh ở bên khu dân cư Him Lam, mới vào anh Đơn á. Cái gì? Him Lam. Ê, thằng ông nội, nó nghe nè. Hôm qua mới đặt livestream lên comment mua đồ khu gà đúng không? Đúng rồi. Ship qua Đức. Không, mà anh đặt tên Adam để anh lấy chồng Đức. Comment trên livestream của tôi nói ai ship giùm anh qua Đức, trong khi đó ở chung cư Him Lam đụng bóng sức sượt. Mối gì tối nay inbox nha. Mối gì tối nay inbox gửi hình má mẹ má mẹ. Rồi lên đơn cho em. Tối nay mấy bà mẹ mẹ Zalo gửi hình vô chưa? Mấy bà bánh bèo mà gửi hình qua tôi một cái tôi chửi không lông trời lỡ đất cùi nha. Tôi là tôi sợ sò lông lép chép, với lại mầm giống như hào á, sợ lắm nha. Trời ơi, em nói thiệt mấy chị á, cuộc đời em đang tâm niệm vậy nè. Nếu một ngày đó vô tình em thấy được con sò lông của mấy chị, chắc chắn em nói thiệt, huyết áp em nó nhảy lên tới 1742. Thiệt. Giống như cái máy mà đo huyết áp mà để vô cơ thể em một cái nó nổ banh chành, nổ văng ông bác sĩ, văng ra 20 mét. Thiệt, nếu mà em thấy được con sò lông em nhảy, trời ơi, huyết áp em nó nhảy lên sọ não em luôn á. Tại bà đẻ la không bằng cái miệng sô. Trời, sợ lắm mấy chị nha. Em nói thiệt, em mà la một cái bà đẻ kế bên bà nhíu lại luôn. Thiệt, cái miệng em dữ lắm nha. Trời, nhiều khi mà em vô bệnh viện mà không có dám la, chích đau cũng không dám la nữa. Em mà la một cái nha, mấy bà sản phụ nó đang đẻ, em la một cái á, mấy bà nhíu lại. Sợ nhiều khi kẹt đứa con, đúng không? Kẹt đứa con tội nghiệp. Em vô bệnh viện em im lặng, em lúc nào cũng xíp re, im re. Có khô bê đê em ăn thịt chị nào nguyên vỏ. Ăn thịt chị đi nha. Xu, ôi rồi ôi, xíu em gửi sò lông tao lóc mày liền ăn dương diệt hùng. Tao lóc mày đó nghe. Tao thấy con sò lông tao xỉu tao chết. Chết là mày đền đó, tao nói trước đó. Nè bạn kia bạn hỏi là Xu ngoài bán đồ ăn online, Xu có bán dâm không? Tên gì mày, tên gì? Tên gì? Luân Huỳnh. Luân Huỳnh. Nè, mình hãy thể hiện mình là những người có văn hóa, có học thức. Chỗ tôi bán khô gà, mấy chị hỏi coi, chỗ em bán khô gà nó vô nó hỏi có bán dâm không? Nó nghe nè. Mình thấy mình là người tốt nghiệp chưa? Có đi học không? Có đi học không mà lên đây comment như vậy? Những cái vấn đề bán dâm phải inbox. Inbox vô liền. Phải ngã giá được. Inbox vô liền, tôi gửi bản giá. Hiểu không? Tại vì mỗi giống như là cầm tay thì nó khác, kẹp nách nó khác. Mỗi cái mỗi giá. Hiểu không? Inbox liền cho tôi. Sau này nói nhiều dữ vậy? Bữa nay rảnh mà, đúng không? Bữa nay rảnh mà. Đó. Rồi chia sẻ like giùm em đi mấy người. Trời ơi, nhiều bà rồi gửi sò lông cho cưng quá trời. Thôi. Nói chơi chứ thôi mấy chị, chứ mấy chị gửi sò lông mất công thiệt. Dạ khô gà hôm nay sư tôi vẫn còn sale nha, 199.000 ký. Khô gà lấy mẹ con, 199.000 ký khô gà free ship luôn. Miễn ship luôn. Không có tốn tiền ship nè, mấy bạn nha. Nè mọi người mua khô gà đi kèm với một hũ cơm trái này miễn ship luôn. Đúng rồi, ai mua 1 ký khô gà mà kèm với cơm trái là đều được miễn ship hết nguyên đơn nha. Khô gà giao qua Mỹ đồ không Sam Ruby được nha em nha. Sao like mà đội nón giả dữ gì? Mấy đứa này nó không có tế nhị gì hết. Biết Xu đội tóc giả thì im đi. Rồi mày đưa đâu sát cái mặt tao vậy? Trời ơi trời, nó đưa cho cái sát cái mặt quay qua hết hồn. Nhìn cho chưa giống con gà hả em? Trời trời, tức vậy sợ. Dạ quý vị, Xu có bán khô vịt không? Anh Lê Quốc Trung ơi, anh qua đây nè, mua vịt đem làm cho, em mừng cho. Bên nào nha? Người ta đi biển có đôi, còn Xu đi biển cá voi táp quần. Ủa gì kỳ vậy má? Tự nhiên cái khơi mày đưa tao đi ra biển cho nó táp tân chi vậy? Xì ke còn không Xu má, má con lại má. Trời ơi là trời. Con Phương Duyên tao lại mày Phương Duyên ơi. Mày vô mày comment á, vô comment làm ơn em thêm một chữ em chết hả Phương Duyên? Dạ comment đúng giùm em, bánh tráng xì ke. Mấy má cứ vô hả, mấy má cứ vô. À chị ơi em một bịch xì ke, em 10 bịch xì ke. Chị ơi xì ke chị ngon lắm mấy má. An ninh mạng nó bắt to con mấy má. Bánh tráng xì ke. Tao chơi tao giấu gần chết. Trời ơi trời, vô hỏi tầm bậy tầm bạ, cứ vô hả. Chị ơi còn xì ke không, chết tao luôn quá trời. Bánh tráng nha, thêm chữ vô giùm chị, bánh tráng. Rồi bánh tráng xì ke mấy chị mua ở ngoài thị trường nhiêu? 10.000, 12.000, em bán 6.000 bịch. Chốt lần 10 bịch không bán lẻ nha. 6.000 một bịch, chốt lần 10 bịch, 60.000 10 bịch các tình yêu nha. Lên đơn giùm em, chốt em nửa ký xì ke. Cô Cẩm Phước này, tao mới nói chắc thì mà nó vô nó còn mấy nửa ký xì ke. Con này, trời ơi trời, thiệt tao không có thiệt cho mày chơi liền á. Tao tức á. Rồi, Xu có bán ma tí. Trời con này. Gì? Trần Phương Nam thích uống sữa đặc,
thì gọi là Trần Ngôi Sao Phương Nam. Vậy hỏi Trần Phương Nam mà không mặc quần áo gọi là gì? Thì là Trần Truồng. Phải không? Trần Truồng lòng thòng được không? Trời đất ơi, mày comment cái gì vậy mấy cái con này? Này Sâu kẹp. Ơi, chia tay người yêu rồi quay lại, vậy đó là người yêu cũ hay người yêu mới? Chia tay người yêu rồi quay lại, đó là người yêu. Ủa mà chia tay mày quay lại làm chi? Mày chia tay mày phải chia tay luôn. Cái đó gọi là gì biết không? Sao? Nhung nhược. Bạn tình thường xuyên. Mày ham cái cây hàng cũ hoài. Ngoài xã hội biết gì cái bao nhiêu cái cây không ăn. Người ban tâm sự là anh chứ không phải chị. Xin lỗi anh nha. Xu vợ con em ngủ đi. Để em mua xì ke. Em mua xì ke chỗ gì? Ôi. Ngủ chưa? Tập 8. Ừ. Cắn vú mày à. Có khỏi bà Mỹ không xu. Mỹ vừa. Vừa Mỹ 180 độ trái, 80 độ phải, độ dưới. Dương Anh Tú, đừng có chơi đồ nữa em nha. Mày chơi đồ, mày mua đồ xịn, mày chơi đường phèn. Mày comment cái gì tao đọc, tao biết tao làm con chó. Nó nói cái gì vậy? Trời con nè, nó nói cái gì nè? Có khỏi bà Mỹ. Có khỏi bà Mỹ không xu. Mà Mỹ vừa vừa, Mỹ 180 độ. Độ trái, độ phải, độ trên, độ dưới nhà xu. Độ độ dưới á. Ở trên độ dưới. Phan để đợi xíu đập lại cái coi. Có khối bà Mỹ. Không. Mày đốt nhà bà Mỹ thì mới có khối. Chuẩn nội nó comment gì không có hiểu. Em comment tiếng Việt Nam đi. Trời mày đọc tiếng Việt. Em hỏi gì nè, chị Su có gặp Khởi My không? Chị Su nó có. Su dạy con em đọc chữ đi Su. Nó đọc u cờ u cu cờ Su. Phương Duyên. Cái duyên mà chạy cái phương nào thì phương duyên. Dạy con cái đường nào kỳ vậy cưng. U. Nè, kêu con dạy ký đầu nó dạy. U. Cờ u chim. Ok không? Cờ u chim trời ơi lại trời. Có da heo, da cá, tùm lum đây nè đó anh chị. Đó, con này là khô ba vị. Ha, nhiều không? Quá nhiều ha. Mực dừa. Rồi còn bên đây là mực nè. Cho mấy chị coi mực nè. Mực nước dừa nè. Mực nước dừa một hũ là 99 ngàn. Nó trăm rưỡi xe còn 99 cả nhà đặt liền tay đi. Em còn một mấy khay đó là hết rồi đó. Còn ít mấy chị ơi. Thiều miếng. Cá thiều miếng nè 85 ngàn. Đó có còn nhiêu đây thôi. Rồi ok mấy chị lên đơn giùm em nha. Lên đơn giùm em. Có món mới nữa cả nhà đó. Món này là BD thui. Rồi bye bye các tình yêu của em. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.